Đây là phong tục của nhà mình. Sau khi đốt pháo bông xong thì mình sẽ được lãnh tiền lì xì. Đó. Đây là những đại gia của gia đình mình. Ủa kìa, vô kìa, nhanh lên, mày đi cháo vô đi. Trời đất ơi, coi kìa. Nè mọi người thấy không? Mấy đứa cháu, mấy đứa em mình nó nhận tiền lì xì riết mà nó ngán luôn nè. À. Bông quá. Rồi sắp hàng đi lên thấy không? Rồi đi một vòng về nè nha, đừng đưa quay qua rồi nè. Để quay. Đúng rồi. Cứ đi liên tục luôn. Rồi cho ngày trước đi. Rồi. Rồi chúc hôm qua đi cho. Chúc con chúc hết đi chứ chúc mọi đứa rồi đó. Chúc này. À chúc một người thôi. À chúc hết tổng mấy mấy bán cộng vậy đó. Rồi đúng rồi. Nó không hiểu tại sao hôm nay lại được nhiều tiền như vậy. Đi liên tục rồi nè, đi thấy vui chưa? Đây là cảnh mà tất cả mọi người trong gia đình mình rất là mong đợi. What?
Đây là cái cảnh tượng mà thật ra thì gia đình của Trung đã giữ được cái phong tục này rất là nhiều lâu rồi, và mọi người cố gắng là giữ cứ 30 Tết hoặc là 29 Tết là sẽ tụ tập về cho mọi người coi nha. Mọi người, đây là những thành viên tráo cỡ, đội áo. Đây là người ta gọi là bình mới và rượu cũ. Trời ơi. Bây giờ sao mà đẹp lắm. Dạ dạ dạ. Má chúc sức khỏe má để xây năm mới nhiều may mắn, con mừng tuổi má. Cái này phần của con, cái này phần của hội người cao tuổi của xã, cũng là mừng thọ cho mấy cụ trong đây đó, đó má luôn đây. Có tiền trong đó mấy người trong xã. Dạ, cái này của hội người cao tuổi của xã. Rồi đây con cũng năm mới mừng tụi má, chúc má khỏe vậy thôi ha. Rồi tiền lì xì. Con lì xì má nè. Cảm ơn con. Rồi rồi mình không nhận tiền. Tiền không này. Kẹp tiền. Con ghe. Ghe nào? Ghe. À này lấy cái tiền của má nè. Rồi má đây đó. Má. Nè nè má nhớ tao. Nè má. Qua wow, không biết. Rồi. Là quy nhỏ lắm là đứng xuống nhà bà má đi rồi. Đợi. Chúc sức khỏe má. Sớm thôi ra kia. Rồi thôi. Rồi. Rồi chứ gì nè. Cảm ơn. Em mới tụi nhớ cho má. Con tiếp. Nha. Tiếp. Con lặng đi nha má. Con mừng tuổi má nha. Quay cho con mừng tuổi má. Mừng tuổi má. Cảm ơn hết. Bùng. Nè, nè, dạ nè. Má, con là Phương Anh nè. Má. Con mừng tuổi má nha. Chúc má sống lâu trăm tuổi nha. Con chúc má cọc kia hả? Thấy chưa? Thấy không? Mấy người con thôi. Rồi rồi rồi. Rồi hàng cháu nhỏ trước đi. Rồi con cháu nhỏ đi. Giờ ai ra anh vô để cho rồi quen mấy đứa cháu nhỏ nhỏ. Cháu nhỏ trước là lên trước này. Cái này là của mọi người lớp nào mà vô cảm quá, mệt mà vô buồn rồi là thôi đó nha. Tất mọi một bao rồi đưa cho nó nha.
quay lì xì cho nó. Rồi. Ôi, giờ có một đứa là thấy má. Làm đi. Rồi. Làm đi, ra lấy bao. Quay cái thông ai quay, quay cái quay này. Ai đâu con chứ? Quay cho thấy nha, quay. Đừng có ria máy quá. Thôi chị đứng chị làm, chị đưa máy đi. Em quay cho. Đưa máy đây quay cho. Rồi, 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 dám ăn vô. Cái nào cũng vậy phải không? Rồi, nói đi con. Dạ. Các em chúc bà con làm sao? Con tuổi tay lên, chúc bà con sống lâu trăm tuổi. Dạ, con ở ra đấy cho má. Ê, bà có việc gì cho con. Dạ. Rồi, giỏi quá. Rồi, bà con lên, nhanh lên. Dạ, con. Dạ, con. Dạ, con. Dạ, con. Rồi, rồi, dạ có bà có đi xì cho bà bạn nha. Rồi, Yến ngồi xuống, Yến ngồi xuống, ạ có. Dạ có. Đi. Rồi, tiếp đi, Quy Quy. Rồi, Quy Quy vô, bà có đi. Đó. Nha. Rồi, Quy vô, Quy vô. Quy, đi vô đứng ạ bà có đi. Đi bà có. Rồi, đi xì đó đi. Rồi, đi xì nè con. Vi nè, ừ. Rồi, à, chào đó thôi. Ông ngoại lấy dùng đi. Rồi. Rồi, xuống vô đi con. À, tốt nha nha. Nè, cuối tuần đó. Nè, đi. Ngồi xuống. Không, mày. Ngồi xuống vô nè. Đúng rồi, sao mày đi, sao mày con đóng qua luôn. Vô luôn. Mấy đứa nhỏ chạy vô xuống. Ngồi xuống. Sao thì không ngại, sao sao. Kẻ lên, con giúp mẹ xuống cái gì vậy làm luôn. Xong rồi vỗ tay luôn đi. Năm mới con chúc mọi sức khỏe và dễ xuống hả? Rồi. Chúc nội luôn mình với em sống lâu với tụi con. Một lượt luôn. Rồi. Cảm ơn anh chị. Cảm ơn nội. Vô. Vô. Năm mới hai chị con chúc bà ngoại sống lâu trăm tuổi. Rồi. Cảm ơn chị hai con. Cảm ơn ngoại. Thánh gì mình nhà đâu? Chúc bà ngoại dồi dào sức khỏe sống lâu trăm tuổi. Rồi, bà ngoại đi cho con. Bảo vô con. Để lên, để lên. Năm mới con chúc bà sức khỏe sống lâu trăm tuổi. Rồi. Con cho con. Mới con chúc mẹ dồi dào sức khỏe ngày hồi dưỡng. Rồi nguyên gia đình em ổn cho. Rồi à có con. Rồi, ngoại chúc bà nhiều sức khỏe nha. Rồi. Rồi, năm mới con cũng lì xì ra ngoài, chúc mọi người sức khỏe. Thầy của con Nguyên. Dạ, Nguyên con bảy tiết. Dạ. Đi lì xì cho ngoại. Rồi, con ơi, bắt chiếc nào vô nữa. Đây, cầm này. Chị á, mấy chị. Chị á, con. Chị ngoại á. Chị Ngân, hàng này là chồng nó. Rồi, đâu cặp nào nữa? Đậu sao? Chưa? Rồi, mọi người ráp vô cái pin đi. Vô. Rồi, sao bạn kêu? Bye bye Happy New Year chung nha. Vô nè, vô cho tao. Bye bye Happy New Year lớn lên nha. Rồi. Vô chưa? Vô anh vô rồi. Một. Có chị hay quay thì úp vô đi. Úp vô đi.